Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bão tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa những trưa tháng sau, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngòi lên bờ mẹ em xuống cây. Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện trên kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, lại là một tuần nữa và tiếp tục là những cuộc đồng hành của chúng tôi với nhà thơ Trần Đăng Khoa. Em xin chào anh và xin cảm ơn anh Khoa đã đồng hành dài kỳ với Phan Đăng Hỏi Chuyện. Xin cảm ơn anh. Rồi, rất là cảm ơn Phan Đăng đã nghĩ ra mà cái cuộc mà hai anh em đấu khẩu như thế này. Sau khi mà phát sóng những cái tập trước đó, nhiều khán giả có nhắn vào kênh YouTube diễn giả Phan Đăng đó, là nghe anh nói họ được trở về với một thời tuổi thơ của họ, với biết bao nhiêu là ký ức, và có rất nhiều đề nghị dành cho anh. Trong đó rất nhiều người đề nghị là họ muốn được nghe anh Trần Đăng Khoa trực tiếp đọc một bài thơ và dành cả một chương trình để nói về bài thơ đó. Bởi vì với họ đó, đó là những bài thơ mà ghi lại ký ức của họ, gắn với rất nhiều kỷ niệm của họ. Anh có đoán được đấy là bài thơ nào? Chịu, vì tôi cũng viết nhiều quá. Thật ra cũng không hiểu thế nào. Dạ. Có thể có những cái mà mình cảm thấy tâm đắc, nhưng có khi bạn đọc người ta không quan tâm. Các khán giả người ta chả quan tâm đến những cái chuyện cũ rích ấy. Hoặc là có những cái mà mình không quan tâm thì khán giả lại quan tâm. Đấy, có những bài thơ mình không nghĩ đến lại như thế. Thì người ta lại thích. Nhất là đây là cái chuyện nó đã xa rồi. Dạ. Đấy, tức là thơ cho nó qua cái thời góc sân của khoảng trời ấy, là cách đây 60 năm rồi. Xa lắm rồi. Thời còn chiến tranh mù mịt bom đạn. Bây giờ này thời hòa bình rồi. Tâm thế nó đã khác. Quan điểm của mọi con người về đời sống, đấy, về hạnh phúc, đấy, cũng đã khác, về nghệ thuật cũng đã khác rồi. Thế vấn đề là những cái đó có còn làm cho người ta quan tâm nữa hay không? Chắc chắn là người ta quan tâm thì người ta mới đề nghị. Và người ta đề nghị anh Khoa hôm nay chỉ nói về bài thơ đấy thôi, Hạt Gạo Làng Ta. À rồi. Anh có thể đọc lại bài thơ đó. Thoạt đầu thì tôi viết thế này: Hạt Gạo Làng Ta, đây là bản chính thức nhé. Dạ. Nhưng bản này nó có nhiều bản lắm. Dị bản. Đấy. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa những trưa tháng sáu, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn sớm nào chống hạn, vục mẻ miệng gầu chưa nào bắt sâu, lúa cao ráp mặt chiều nào gánh phân, quăng chành quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát, hạt vàng làng ta. Đến đây thì không còn là hạt gạo nữa, mà là hạt vàng làng ta. Đấy. Thì cái bài thơ này đấy, khi ra đời, thì in ở trên báo Văn Nghệ, thì nhà thơ Xuân Diệu đánh giá rất cao cái bài thơ này. Và trước đó thì khi viết xong tôi cũng có đọc cho Xuân Diệu nghe. Vì hồi đó thì ông lại về cái trường của tôi để nói chuyện. Các thầy các cô có mời ông về để nói chuyện.
Thế ông vừa về thì ông có đến nhà tôi ăn cơm. Hồi đó ông yêu cầu mẹ tôi là hãy cho ông ăn chỉ có cá lẹp thôi. Cá lẹp là cá gì ạ? Tức là cái cá bé tí ấy. À, cá nhỏ. Cái vé cá Vâng. trên cái vũng Trân Châu ấy. À. Vì thực ra thì ông cũng là người mà sợ gia đình tôi tốn kém gì đấy. Ông ấy yêu cầu không được thịt gà. Cái hồi đó khổ lắm ấy. Tức là yêu cầu rõ luôn từ đầu. Như thế bảo với mẹ tôi là chị cho tôi ăn tép riu, tôi nói cái loại những con tép mà Mà nhà nghèo nó thì dễ kiếm bé đúng ở không ạ? đấy. Thế nhưng mà tép riu như thế và kho với khế, tôi chỉ ăn thế thôi chứ tôi không thích thịt gà. Thực ra là ông nói thế mà không muốn nhà tôi phải giết gà vì hồi đó nó nghèo khổ lắm, thậm chí cơm là toàn ăn độn thôi mà đấy. Thế thì ông đã về nhà tôi. Nè. Ông về nhà tôi 3 lần mà. Sau đó đến cái lần mà ông đưa cái đoàn quay phim Làm của Pháp ấy phim về để làm cái phim về tôi nữa. nè. Thế thì hồi đó thì tôi có đọc cho ông nghe cái bài thơ này. Nhưng mà cái hồi đó thì nó còn có nhiều dị bản. Đấy. Cái bản anh vừa đọc là bản gốc đúng không ạ? Không, bản này là bản đang hoàn thiện. À hoàn thiện, còn bản gốc nó còn Đã khác nữa. À. hoàn thiện. Chứ còn cái bản gốc thì nó lại khác. À. Ví dụ như là em ăn hạt gạo, thế hồng thịt da, thế lòng ngân nga, thế ngày sum họp, Bắc Nam một nhà. Đấy, hôm nay em vui em hát, hạt vàng làng ta. Đấy, thì sao mà ôm đồm nhiều thế? Thế lòng ngân nga, Rồi Bắc Nam một nhà. thế ngày sum họp Bắc Nam một nhà. Rồi em vui em hát, sao mà lăng nhăng thế? Cái này nó có liên quan đến đến làng gạo đâu. Đấy nhá. Nhưng anh Thế đọc cho xong Xuân Diệu bản nào? Bản gốc hay bản hoàn thiện? cái bản chưa hoàn thiện đấy. À, chưa hoàn thiện. Thế thì ông đã mắng tôi rồi. Sao ôm đồm đấy? Sau đó lại còn có một cái đoạn nữa. Cái đoạn nữa này. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi Gửi về phương về xa. muôn nơi. À, gửi về muôn nơi. Đấy. Thế giờ làm nên chiến trường, làm nên niềm vui. Các cô, các bác đừng để gạo rơi. Thế đến đây là ông Diệu mắng. Ông bảo, vâng, các cô, các bác biết rồi. Không cần ông trẻ phải dạy chúng tôi nữa. Chúng tôi biết là hạt gạo quý rồi. Tức là Đấy. ông mắng cũng đánh đá Ông đấy, nó đánh không, đá. Diệu đánh đá lắm. À, Đấy. Ông trẻ không phải dạy chúng tôi nữa. Thế tôi sợ quá. sửa luôn, Đấy, tôi bỏ phải luôn. sửa luôn, sửa sửa luôn chứ không không dám để như thế. Không có thấy lòng ngân nga, thế thế ngày sum họp Bắc Nam một nhà Nhưng mà cũng nhờ sự đánh đá của Xuân Diệu mà bài thơ sau đó nó mới tuyệt sau vời đó như hoàn thế. thiện đấy. Dạ. Chứ trước đó thì lại còn có một cái nhiều dị bản, nhiều câu nó khác mà. Dạ. Đấy thì phải nói là cái đó cũng rất biết ơn bác Xuân Diệu. Dạ. Cho nên tôi mới đề là kính tặng chú Xuân Diệu. À, chính là bài này đấy Chính là bài này. ạ. Bài này tôi đề kính tặng chú Xuân Diệu. À. Vì ông ấy mắng mỏ tôi. Đấy. Và sau đó lại còn có cái bạn mà gửi về muôn phương. Hạt gạo làng ta gửi về muôn phương. Làm nên chiến trường, làm nên niềm vui. Các cô, các bác đừng để gạo rơi. Thì sau đó thì tôi mới chữa là hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương Phương xa. xa. Thế phương xa là đâu? Đấy. Nhiều người cứ nghĩ rằng đấy là cái câu, nó là cái vần a a ấy. Thì thôi thì tiện để cho là gửi về phương xa. Nhưng thực ra là có ý cả. Đấy. Phương xa đó chính là Lào và Campuchia. À. Đấy. Lào và Campuchia đấy. Nhưng Đấy. cái ý đó là cậu bé Khoa nghĩ ra hay là Xuân Diệu gợi ý? Không 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 không. Tôi đã biết điều đó. À, chứ không phải do Xuân Diệu gợi Không ý. không không. À, dạ. Xuân Diệu không có gợi ý cái đó. Ông ấy Dạ. chỉ mắng cái chỗ mà các cô các bác đừng để gạo rơi đâu. Ông Thế trẻ lòng đừng ngân dậy. nga, thế nghe ngày sum họp Bắc Nam một nhà, ông ấy chỉ mắng cái chỗ ấy thôi. Thì tôi cắt đi, tôi cho bọn trẻ con tham gia vào cuộc. Đấy, hạt gạo làng ta có công các bạn. Sớm nào chống hạn, vục mẻ miệng gầu, tức là tát nước rất vất vả mà ruộng nó cạn nước rồi, đến mức mà
mà cái gầu, tức là cái khâu đấy, Dạ. cái khâu còn gọi là cái khâu, nó còn mẻ nữa, tức là lao động rất là kinh khủng. Chưa là bắt sâu, lúa cao rát mạch. Lúa cao rát mạch. À. Có những bản in là lúa cao rát mạch, đấy không phải đấy, mà là lúa cao rát mạch. Cái câu này để diễn tả trẻ con, Phan đang hiểu không? Nè. Vì trẻ con nó bé tí thế này mà đã đi bắt sâu rồi, thì là cái bông lúa mới cao ngang cái mặt của trẻ con. Mà lúa, Phan đang lưu tâm là lúa này là lúa ngày xưa chứ không phải lúa bây Ngày giờ. xưa lúa cao. Nè. Ngày xưa lúa cao lắm, vì À. lúa ngày xưa là nó có hai phần, em hiểu không? Nè. Một phần là rơm và À. một phần là giạ. Giạ là phía bên dưới, rơm là phía bên trên đấy. Thì người ta cắt cái cây lúa rồi, là cắt từ gốc, cắt ở gốc, xong đó người ta lại xén lúa, bó lại xong xén lúa, thì xén cái phần mà chỉ có rơm thôi thì nó gần với cái bông lúa, thì đập là đập cái đó. Thế còn giạ thì người ta phơi ở trên trên đồng ấy, người ta để trên đồng, sau này gánh giạ về. Xong tôi mới là đồng quê lúa gặt xong rồi mà mây hong trên gốc giạ bơi trắng đồng, là thế Là vì vậy chiều là lên lặng ngắt bầu không, châu ai no cỏ thả rông bên trời. Đấy, hơi thu đã chạm mặt người, bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm, luống cày còn thở xùi tăm, sương buông cho đống hoang nằm chiêm bão. Có con châu chấu phương nào bâng khuâng như lúa đậu vào vai em. Đấy, thế thì cái dạ hồi đó nó có cái lúa hồi đó nó có hai phần, phần rơm là bên trên, phần dạ là bên dưới, cho nên lúa mới cao giáp mặt cho nên lúa mới nè cao, nè thậm chí lúa nó còn cao hơn cả đầu đứa trẻ con. Đấy, Anh đang nói rất nhiều đến cái hình ảnh cây lúa ấy mà. đúng rồi. Nhưng mà em hỏi rằng là với hạt gạo làng ta thì có quá nhiều hình ảnh này. Có bão tháng 7 này, có mưa tháng 3 này, có giọt mồ hôi xa của mẹ này, đúng không ạ? Là trưa tháng 6 này. Rồi có nước như ai nấu, rồi lại có là ở trên mái nhà này. Chết cả các À, chết cờ. cả cá Tôi cờ. muốn nói thế này này, hạt gạo làng ta như trưa tháng 6 Nè. nhé, nước như ai nấu mà chết cả các cờ. Đó. Các cờ là cá gì? Vâng. Đấy là cái cá xí cờ, hay có nơi còn gọi là cá mại cờ. Em chưa hiểu cái ca đến như nào ấy. Cái cá Nhưng này là cá nó chỉ bằng ngón tay như thế này đấy, nhưng cái vảy nó rất cứng em ạ. Vảy nó rất cứng và nó chịu được thời tiết khắc nghiệt, à tức là nó sống được ở trên ruộng lúa, sống ở trong ruộng lúa. Chứ sống ở ruộng lúa nó khó lắm đấy, bởi vì ruộng lúa lúa nó chỉ nước nó chỉ xấp xành thế này thôi này đấy. Thì mùa lạnh là rất lạnh, mà mùa nóng rất nóng em ạ. Trên cánh đồng làng là mùa nóng là nóng lắm, vì nó chỉ có tí nước cái này thôi mà mặt trời nó hun thế này, nóng như nước sôi ấy. Đến mức mà những cái con cua mà chết mà coi như là cái mai của nó đỏ sọc lên như nó luộc thế này, nó nóng đến mức độ À, như thế vậy. bây giờ Tháng mới hiểu 6 hóa ra là nước như ai nấu chết cả cá cờ là vì nước nó nóng quá nó nóng mà quá, con cá nó chết. mà con cá này là Dạ. con cá nó Dạ. chịu được cái nước ruộng À. đấy em ạ. Cho nên là ở báo sách giáo khoa hồi đó có nói này, cá cờ Dạ. là con cá cái đuôi nó vẫy như lá cờ. Ừ. Thế là sách giáo khoa giải thích như thế thì không phải. Em hiểu, là tên nó là cá cờ, Xí cờ anh, cá xí cờ. ca sĩ cờ. Cái nước ruộng ấy mà cá cờ đã phải chết, tức là nó nóng lắm, nó khắc nghiệt lắm, cá cờ không chịu nổi thì cá cờ chết. Cho nên là những trưa tháng 6 nước như ai nấu chết cả cá cờ cơ mà, tức là lấy cá cờ để làm thước đo đấy, cái độ mà khắc nghiệt. Thế mà cá cờ phải chết, cua thì ngoi lên bờ vì cua không chịu nổi nóng. Cua em mới biết là cái mai của cua ấy, nó rắn như đá ấy chứ, nó rắn như thế đấy. Thế mà cái mai nó bảo vệ cái con cua như thế, mai mà nó còn chết, nó đỏ sọc này
Nhưng mà cua thì ngoi lên bờ, Thế mà nhưng mẹ mà em mẹ thì lại xuống xuống cấy. cấy. Mẹ vất vả quá. Ừ, vất vả, Đấy. cực kỳ vất vả. Lao động khắc nghiệt. Mẹ em xuống cấy. Đấy, và hạt gạo đằng tay, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi Chút xa, trên mái nhà thì anh giải trút thích thế trên mái nào? nhà, Mình hiểu thế tức là nào? nó dội bom xuống, À, bom nó dội xuống mái nhà nhà. cửa. Dạ. Đấy, nó tàn phá làng mạc nhà cửa. Đấy, thành Nhưng ra hạt là gạo vẫn sống. Vâng. những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, chứ thoạt đầu là có báo này in nhầm là trút lên mái nhà thì không được, trút lên thế là dưới này này, còn trút lên nữa thì trút lên đâu, mà nếu trút xuống mái nhà thì lại không được, vì trút vẫn chắc, xuống cũng vẫn chắc, mái cũng vẫn chắc, thì viết như thế là hỏng. Đấy, trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa. Đây là trai tráng, thanh niên, đàn ông. Những người có sức khỏe nhất thì đều ra trận cả. Và không phải chiến trường ở phía xa đâu. Không phải chiến trường ở miền Nam đâu. Chiến trường ở ngay trên cánh đồng ấy. Đấy, cánh đồng cũng là chiến trường. Đấy. Cho nên là người đi gặt thì đồng thời cũng là dân quân, cũng là vác theo cây súng luôn. Gánh lúa nhưng mà đồng thời là có vai khoác súng luôn. Và các cô nông dân ấy, thậm chí là coi như là máy bay đến là dùng súng bắn nhau với máy bay địch luôn. Máy bay đi thì lại sản xuất. Đấy. Cho nên là những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng. Đây là băng đạn tiểu liên. Đấy, 12 ly 7 còn là băng đạn tiểu liên thì nó trông như ré lúa ấy, nó vàng rực lên như thế, rất giống ré lúa. Chứ sau này thì người ta hát toàn nhầm đấy. Những năm bom đạn vàng như lúa đồng rồi thôi chết rồi. Thế thành ca tụng bom rồi. Mà là băng đạn. Những năm băng đạn Băng đạn. vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Người ta đào hào giao thông ngay ở trên đồng ruộng này. Đấy, và máy bay đến thì xuống hào giao thông và cầm súng kê lên cái hào đó mà bắn máy bay luôn. Máy bay đi thì tiếp tục. Và băng đạn là vì thế, băng đạn là Ừ, của những cái những người năm đang băng đạn cấy đó của những và người đang cây đang lúa. cấy lúa đó. À. Đấy, những năm băng đạn Vàng vàng như lúa như đồng. lúa đồng. Đấy, À, là đạn tiểu liên nó cũng màu vàng. màu vàng, À, đúng như thế. Đấy, à, bát những cơm năm băng mùa đạn gặt và thơm bát cơm hào mùa gặt giao thông, thơm hào giao thông. Phan Đăng có nhớ cái bài gọi là đưa cơm cho mẹ mẹ những em đi ngày cày. đấy, là cái đó đúng. Anh Hàn Ngọc Bích anh viết cái bài đó cũng rất là đúng so với cái thực tế thời đó. Đây mẹ đi cày đấy chứ, đi cày là việc của đàn ông ấy chứ, có phải việc Phụ nữ đâu, của phụ nữ đâu. nhưng đàn ông ra nhưng trận mà hết nhưng rồi. mà đàn ông ra trận hết rồi, Dạ. để làm ra lúa thì vất vả lắm. Có khi mà cái cánh đồng lúa nó chín vàng lên rồi, trông sướng lắm rồi. Thế chỉ sau một đêm mưa là cả cánh đồng ngập trong trong nước. Mà em bảo làm sao gặt được, Nè. làm sao mà gặt kịp. Thế là 2 ngày hôm sau là lúa mọc mọng ở trong nước. Cho tôi đã nhìn thấy nhiều lần, tôi nhìn thấy bố mẹ tôi và các bác nông dân khóc ròng ròng trên cái cánh Đồng đồng lúa lúa của mình. của mình. Rất vất vả. Đấy. Thế thành ra là nó khổ đến mức độ như vậy đấy. Đấy. Và cái cánh đồng ấy là mặt trận. Chứ đây không phải chỉ là hậu phương đâu. Đây là hậu phương làm ra hạt thóc, củ khoai để nuôi người đánh giặc. Nhưng mà chính nơi này cũng là mặt trận. Các mẹ, các chị cũng là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Trẻ con cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cho trẻ con cũng vào trận cơ mà. Đấy. Cho nên hạt gạo làng ta có công các bạn sớm nào chống hạn, mà vụt mẻ miệng gầu kinh khủng lắm, lao động thế khủng khiếp. Chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt. Đây là cái chi tiết để nói là trẻ con rất bé mà phải vào trận rồi, phải làm công việc của người lớn đó. Chiều nào gánh phân quang trành quét đất.
Thì quang trành là tên một loại quang để mà đánh phân. Vì quang nó nhiều loại quang lắm. Quang trành này, quang mây này, quang thừng này. Quang thừng để bó dạ. Đấy. Quang trành thì lại cái quang mà để gánh phân. Cho chiều nào gánh phân, quang trành quét đất. Nhiều báo không lẽ in nhầm là chiều nào gánh phân, quang trùng quét đất thì cũng hỏng. Quang trùng là quang nào? Mà đã quét đất thì tức là quang nó dài rồi. Nó cao hơn người rồi, nó dài hơn người rồi. Quang trành. Chi tiết thì nó là quang trành là tên một loại quang để dành cho việc gánh phân. Và thời đó cậu bé Trần Đăng Khoa cũng lao động như bao nhiêu bạn bè của mình, cũng trên cánh đồng như vậy. Và tôi xin thưa với các bạn là tôi là người mà cày ruộng rất giỏi. Và cấy cũng rất giỏi. Và em nên biết là cấy là việc của đàn bà nhé. Nhưng anh Khoa cấy được. Và anh Khoa cấy là không cần phải trăng dây đâu. Ngày xưa là phải trăng dây, thế này cấy mới thẳng. Và cấy vẫn là cấy ngửa tay đấy. Đấy, theo cái giống lúa mới của ông của đấy. Là cấy ngửa tay. Tức là cấy thế này nhé, cắm xuống thế này. Thì có khi vừa nhấc tay lên là cái dạ nổi bành lên này. Thì cấy này phải ngửa tay, tay ngửa này này, dúi cái cây mạ xuống. Thế và làm sao để mà đến khi mình nhấc tay lên thì cây lúa nó không nổi phễnh lên. Đấy, mà tôi là cấy rất nhanh mà không cần phải dây. Và tôi có thể cày ruộng được, tát nước được. Tức là... chính từ cái hiện thực mà cậu bé Trần Đăng Khoa thời đó gắn bó với đồng lúa. Đúng rồi. Gắn bó với hạt gạo, gắn bó với cả cái chiến trường là cánh đồng đó luôn. Đúng rồi. Thì mới viết được một bài thơ như vậy. Cái đó thì cũng không biết thế nào. Hay là... nhưng mà hay hồi là đó là trẻ con chúng tôi là như thế. Ai cũng vậy. Không phải chỉ là Trần Đăng Khoa đâu. Chúng tôi chỉ học hơn nửa ngày thôi. Đấy, hồi đó làm gì được học cả ngày. Nhưng mà hồi đó tôi học rất giỏi và tôi có một cái bí kíp này. Bí kíp này mà sau này tôi đi nói chuyện các nơi tôi nói với các em nên là học giỏi không khó. Bác Khoa chỉ có kinh nghiệm này thôi. Là một cái bài học như thế là bác về bác bỏ ra một ngày chủ nhật. Bác đọc hết cả cuốn sách giáo khoa. Thế là tôi biết cả năm học cái gì rồi. Thế và ngày mai học cái gì thì sáng tôi dậy sớm tôi đọc trước bài. Thế đến lớp cô giảng nghe tôi nhớ ngay. Tôi nhớ ngay đấy. Anh ơi, nhưng mà ở đây em muốn hỏi một chút là cái bài Hạt Gạo Làng Ta ấy, thì lúc mà anh viết xong, nó đã có một cái sức lan tỏa rồi, hay là sau khi được phổ nhạc, nhạc sĩ cái Trần Viết Bính đúng không ạ? Đúng rồi. Thì sau khi bác nhạc sĩ phổ nhạc và mọi người hát lên thấy cái giai điệu nó thân thương quá, nó rộn ràng gần gũi quá, thì nó chắp cánh cho bài thơ. Cái bài đó thực ra trước đó nó đã được nhiều người thích rồi, chép rồi. Nhiều người đọc và nhiều người thuộc rồi. Vì cái đó in đầu tiên là báo Văn Nghệ, nhưng báo Nhân Dân còn in lại cơ mà. Và là mục nó gọi là Như Đồng Làm Thơ. Đấy nhá, báo còn in lại. Thế giờ là sau đó là nhà xuất bản Kim Đồng in trong cái tập thơ của tôi. Nhưng mà chỉ có điều là khi hồi đó, khi in ấy, thì các bác ấy chữa. Cái câu gọi là Hạt Gạo Làng Ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, cái gì đấy. Con lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay là nguyên bản của tôi. Nhưng mà hồi đó thì các bác biên tập, các bác ấy chữa là ngọt bùi hôm nay. Ngại từ đắng cay. Không muốn cho mẹ đắng cay. Thì các bác bảo nước mình là nước xã hội chủ nghĩa, làm gì có bi kịch. Ôi dồi ôi. Thời đó là vậy, người ta nghĩ và vậy. Và cái cô biên tập, cô chữa, cô nói thẳng với anh Khoa như thế. Cháu ơi, sao lại đắng cay? Nước mình làm gì có bi kịch mà sao lại có đắng cay? Lúc đấy phản ứng của cậu Khoa thế nào? Mình thấy không phải. Mình thấy không phải. Bởi vì là ca dao đã có cái câu gọi là cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt. Đắng cay muôn phần cơ mà. Đắng cay sao lại không đắng cay? Đắng cay vô cùng ấy. Nhưng mà lúc cả đó một cánh thì... đồng ngập ở trong nước thì không cay đắng làm sao. Đấy. Nhưng lúc đó anh có nói lại với cô nhà xuất bản. Có nói nhưng không được. Không được. Nhưng mà vì trước đó ca dao nó nói thế rồi. Và thực ra bài không phải ca dao. Đấy là thơ đường. Em ạ. Cái bài cày đồng đang buổi ban trưa là. Bài đấy là thơ đường anh. Không phải.
À, Chúng ta cứ nhầm đấy là cà ca dao. dao, không phải. Hai nữa. Bài ấy là bài thơ Đường, thơ của Lý Thân, sáng tác cách chúng ta 1.000 năm rồi, Nhưng mà được dịch lại và ngôn ngữ được hóa dịch lại theo ra kiểu gần và gũi cũng như ca không biết dao. là ai dịch, mà ngày À. xưa các cụ mình dịch tài thế đấy, như thơ sáng tác ấy. Nhưng đấy là thơ của Lý Thân Ồ. chứ không phải là ca dao. Nhưng mà rất nhiều bài thơ á, là bị Ừ, nhầm với ca dao đấy. đúng rồi. Ví dụ như là hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi, là cũng không phải ca Không, dao. câu ấy là ca dao. Em tưởng câu đấy là của một Có nhà câu này là thơ. anh đi anh nhớ quê nhà, người nhớ canh rau muống, Nhớ nhớ cả cà dầm dầm tương, tương, nhớ người một nắng hai sương, nhớ ai tát quét nước, nhớ nước, ai tắt tát nước nước. bên đường hôm mai. Nào. Thì đấy không phải ca dao, đấy là À. thơ của A Nan, Trần Trần Tuấn Tuấn Khải, Khải. À. chứ không phải là ca dao. Còn câu kia là câu mà bị lẫn sang ca dao, nhưng thực ra là thơ Đường, thơ Lý À. Thân. À. Nhưng anh ơi, Đấy. bây giờ trở lại với hạt gạo làng ta, thì tức là trước khi được phổ nhạc đó, nó đã có được một cái sức lan tỏa rồi. Nó đã lan tỏa rồi. Nhưng sau Nhưng khi được mà phổ nhạc đến thì sao? khi Nè. mà phổ nhạc này thì nó bùng lên. Phải nói như thế. Nó bùng lên. Và cái này là cái buổi trưa năm 71. Một buổi trưa. Hồi đó nó có cái chương trình gọi là Văn nghệ thiếu nhi. Tôi đang nấu cơm. Và ở nhà có cái đài. Và cái đài là nhà xuất bản Kim Đồng tặng. Thực ra là trả thay nhuận bút. Và hồi đó xin thưa các bạn là tôi không có nhuận bút đâu nhé. Mặc dù in thơ liên tục. In thơ liên tục. Mà thơ hồi đó nhuận bút cao lắm. Ông Tô Hoài hồi đó nhé, in cái giấy mèn phiêu ký mà mua Mua được được một căn nhà. nhà. Ở Bây giờ căn nhà 40 tỷ. Đoàn Nhữ Hải đúng không? Ừ, Đoàn Nhữ Hải. Là Đoàn Nhữ Mà Hải. đấy là nhuận bút của cái giấy Giấy mèn mèn phiêu phiêu lưu lưu ký. ký. Mà tôi in một cuốn thơ mà bán 50.000, Bản. 200 bản. Cái tập gọi là Góc sân khoảng trời đầu tiên năm 68 của Sở Giáo dục Hải Hưng, của Ty Giáo dục Hải Hưng in ấy, nó là 200.300 bản cơ. Đấy, Mà tức không có nhuận gấp bút. 4 lần, nhưng mà không có. Thế thì trả bằng cái đồ vật thôi đúng không Trả ông đồ vật. Thì hồi ạ? đó các bác nghĩ là trả cho trẻ con cái tiền ấy, thì như thế là Làm hư nó nó. hư trẻ con. Dạ. Nó sẽ viết vì tiền chứ không vì nghệ thuật. Nhưng mà sao các bác không nghĩ là bí mật trả cho bố mẹ của cậu Ừ Khoa thôi? không, nhưng mà không hiểu tại sao Dạ. các bác lại không nghĩ đến cái đó. À. Thế mà hồi đó nhà tôi đói lắm. Và bây giờ các bạn nhìn những cái ảnh của tôi ngày xưa đấy, Gầy. gầy, không Dạ. những thế mà quần áo, cái ảnh này, vừa rồi nhà thơ Phạm Công Trứ có viết một bài thơ về tôi, Dạ. à có viết một cái bài Bài báo. bài báo về tôi, một bài nghiên cứu thì đúng hơn, Dạ. thì nói anh viết cái đó là thần bút của anh đấy, viết giỏi lắm Dạ. đấy nhá, cả hai phần thơ Trần Khoang ngày xưa và bây giờ. Tất nhiên là anh ấy lấy cái góc sân của khoảng trời làm thước đo để anh ấy đo sau này, thì đấy là theo quan niệm của anh ấy thôi, nhưng mà anh ấy viết giỏi lắm, thì những cái có thể nói là cái thần bút, còn cái cảm giác của anh thế nào thì đấy là quyền của anh ấy, tôi không bàn về cái đó. Thế nhưng mà trong đó thì in lại cái ảnh ngày xưa mà anh Vũ Quang Huy anh chụp, anh Ngô Viết Dinh cùng với tôi và bé Giang ra cái sông Kinh Thầy. Nếu như em nhìn cái áo của anh Khoa thời đó ấy, thì cái áo ấy là đục, mẹ tôi đục lại từ những áo cũ của bố mẹ tôi, tức là người lớn mặc mà nó rách ra rồi không mặc được nữa, thì mẹ tôi cắt tất cả những cái miếng lành ấy xong là vá lại đùm lại thành cái áo để cho tôi mặc. Giang cũng thế, và tôi còn có dép cao su, vì hồi đó tôi là một nhà thơ cũng là có tiếng, khách các nơi thì cứ nườm nượp về nhà tôi, ngày nào cũng có khách, có ngày đến đến 20 người về nhà tôi đấy. Thành ra là tôi có dép cao su, chứ em tôi là đi chân đất. Và cái năm 71 đó thì anh nghe cái bài hát đó qua cái đài mà nhà xuất Thì bản Kim Đồng trả nhuận bút bằng trả cái nhuận bút bằng cái đài, đài. Và anh nghe như bằng thế bằng cái nào? đài, thì cái đài đó là thế này này, cái đài đó là đài có hai băng. Dạ. Thế nhưng mà cái băng thứ hai thì nó có đài BBC, thành ra người ta cắt luôn, không có cái, thành ra chỉ có một băng đó. Dạ. Cái đài thì nó chỉ bằng bao thuốc lá đâu. Thế nhưng Sao mà lại bao thuốc lá bé thế ạ? nó Phải bé thế thôi, à thế đài ạ? bé lắm. Thế À nhưng thế. mà pin nó những 9V cơ. À. 9V thành ra là pin này
lại to hơn cái đài. Tức là phải lấy 6 cái quả pin con thỏ ấy thì cột lại, thì cái đài ghém lên đây có tí thôi. Thế nhưng mà hồi đó có đài là có oách rồi, oách lắm rồi nè. Chứ không ai có đài, chỉ có Galen này. Giờ sau đó cái đài truyền thanh thôi, đài 25 đồng ấy. Đấy, hồi đó bán 25 đồng cái đài để báo động. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, hiện nay có máy bay địch đang bay vào không phận tỉnh ta, để các dân quân du kích chuẩn bị chiến đấu, để bà con xuống hầm trú ẩn. Đấy là như thế, báo như thế. Thì có cái thế còn cái đài của anh, tức là trong bối cảnh đang ngồi nấu cơm, thì tôi đang ngồi nấu cơm thì tôi nghe thấy cái bài ở cái đài đó. Bên cạnh cái đài tôi để bên cạnh chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình ca nhạc thiếu nhi. Cái khoảnh khắc nó diễn ra thế nào? Thì bất ngờ. Tôi rất ngạc nhiên, và ngạc nhiên nhất là ông Trần Viết Bính, ông lại lấy nguyên si cái bài đó ông phổ, không bỏ một câu nào, không thay một chữ nào từ đầu đến cuối luôn. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bão tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa những trưa tháng sau, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngòi lên bờ, mẹ em xuống cây. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vục mé miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phần quang trành phết đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta. Nhưng đấy là lúc mà bài thơ ra đời được bao nhiêu lâu rồi ạ? Một năm hay là mấy tháng? Cái bài tôi viết bài này năm 69. Thì năm 71 mới phổ nhạc. Năm 71 thì ông Bính mới phổ nhạc. Hai năm sau. Thì ông Bính phổ nhạc. Mà trước khi phổ cũng không báo gì cả. Không. Ông Bính không biết tôi. Tôi không biết ông Bính. Thế và sau khi mà phổ thành cái bài hát đó thì sau đó này, rất nhiều nơi người ta hát lại. Đấy. Nhưng em rất muốn nghe là cái khoảnh khắc anh lần đầu tiên được nghe cái bài đó. Tôi ngạc nhiên. Và sau đó và anh tôi làm thấy rằng là, và đặc biệt là trẻ con nó hát ấy, cái trẻ con của đội Vàng Anh Nam Định ấy, nó hát là đúng chất. Trong đó có những cái chữ mà mẹ em xuống cấy đúng rồi, chỉ có dân nhà quê thôi. Đúng rồi, em đấy, thì mẹ em xuống cấy đấy là hát rất hay. Và cái người hát cái đó là cô Kim Thoa. Sau này tôi có gặp lại Kim Thoa. Đấy, gặp lại Kim Thoa. Đài Truyền Hình Việt Nam là làm cái cua là để tôi với Kim Thoa gặp nhau. Thế còn ông Bính lúc ấy thì ông ấy không biết tôi. Tôi cũng không biết ông Bính. Đấy, nhưng bài tôi thấy rất hay. Và sau đó nha, em biết là sau đó cái phim Bình Minh Xôn Xao ấy, phim truyện đấy của hãng phim truyện Việt Nam năm 72 làm cái phim Bình Minh Xôn Xao do Tú Uyên đấy. Là vợ Lưu Quang Vũ đấy. Vợ đầu của Lưu Quang Vũ. Vợ đầu Lưu Quang Vũ, người đóng con chim. Con chim Vành Khuyên. Vành Khuyên đấy. Thì đóng vai chính. Cô giáo miền núi. Thì trong đó là đưa toàn bộ cái bài Hạt Gạo Làng Ta vào đây. Mà bài này bài cho thiếu nhi. Mà đây là do tốp ca múa của nhà hát giao hưởng Việt Nam dàn dựng cái đó. Trong cái bộ phim truyện là Bình Minh Xôn Xao. Bây giờ là các bạn có thể vào trong YouTube ấy là có thể nghe được cái bài hát của thời đó. Nó rất là hào sảng. Và cho đến bây giờ thì cái bài của các em mà Nam Định ấy là trình bày vẫn là hay nhất.
Chứ còn sau này thì các nghệ sĩ sau này có cả một cái chương trình gọi là Giai điệu tự hào, Đúng rồi. làm cái chương trình này thì rất công phu, phải nói như thế. Các bạn ấy dựng giỏi lắm và phối lại cho nó. Còn cái thời ông Bính thì chỉ có cái đàn mandolin thôi, mỗi cái đàn mandolin thôi. Và cái đội Vàng Anh Nam Định ấy là đi từ Nam Định lên Đài Tiếng Nói Việt Nam để thu cái bài đó, và hình như là thu 20 lần mới xong. Ôi trời. Đấy là theo theo Ngọc Thoa mà là Kể người lại. lĩnh sướng cái bài đó, kể lại thì tôi mới biết thế. Đấy, thế thì sau đó thì cái bài đó là bài cho đến bây giờ vẫn là các nghệ sĩ hát hay nhất về cái hạt gạo Làng Ta, Nhưng là bởi sau vì này nó và đúng chất của hạt gạo Làng Ta. sau Đấy. này thì anh gặp nhạc sĩ Trần Viết Bính thì hai người nói gì về bài thơ và Không, bài hát này? nó rất vui thế này này. Sau này thì tôi khi mà tôi về Nam Định, đấy, thì lúc ấy người đầu tiên tôi tìm đến, vì tôi biết là bác Trần Viết Bính là hồi đó là làm cái nhà văn hóa thiếu nhi của Nam Định. Thế tôi biết là bác Bính ở đấy, thì tôi tìm đến thăm bác Bính luôn. Nhưng lúc ấy thì bác Bính lại chuyển gia đình vào Đồng Nai rồi, thành ra tôi không gặp được bác Bính. Đấy. Thế sau này thì bác Bính, bác ấy lại, bác ấy đi họp cái gì đó ở của hội nhạc sĩ, thì bác qua Moscow, thì bác ấy nghe tin là tôi đang ở Moscow. Thế nửa đêm mưa tuyết là bác ấy lội tuyết, bác ấy đến tìm tôi ở Học viện Maxim Gorky. Nhưng hôm ấy tôi lại về cái thành phố Leninakan. Của Armenia. Của Armenia. Và cái hồi đó đây là thành phố mang tên Lenin. Leningrad chính là thành phố Lenin. Grad chính là Gorod. Đấy Gorod, nhưng mà đây gọi tắt lên là thành Grad. Leningrad chính là thành phố Lenin. Leninakan, Nakan thì là thành phố Lenin. Nhưng mà đây là tiếng của Armenia. Tiếng Anh thì là Nakan chứ nó không phải Gorod. Đấy nhá. Thế thì đấy Thế là cũng vẫn không gặp được Trần Viết không gặp được. Và hôm ấy thì tôi lại về cái quê hương của một cái anh bạn nhà thơ. Thế đến lúc nào mới gặp được bác Trần Và Viết rất Bính hay là thế ạ? này này. Cái trận thứ hai nữa bác Bính đến thì hồi đó thì tôi cũng lại không 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 gặp được. Là cái hôm ấy rất vui là thế này này, cũng may mà Lưu Trọng Văn này là cứu tôi. Một lần nữa là coi như ông Lưu Trọng Văn ông ấy đi gọi là chu du khắp mấy nước Đông Âu thì ông ấy tạt qua con bác Lưu Trọng Lư đấy. Thì tôi rất quý bác Lưu Trọng Lư. Tôi về Hà Nội bao giờ tôi vạ vật vào nhà bác Lư. Thế hai bác lại nấu cơm cho ăn để ngủ ở nhà bác Lư. Đấy ở bên Văn Miếu ấy. Thế thì hôm ấy là Lưu Trọng anh Lưu Văn. Trọng Văn anh ấy đến. Anh ấy đến là đúng lúc tôi chuẩn bị ra tàu. Đấy, cũng lại về cái quê của anh bạn Linh Nhiên Đăng Can kìa. Tức là gặp được một tí. Không, ông Văn ông bảo thôi, mày đi làm gì? Tao đã lặn lội đến đây thăm mày mà bây giờ mày nó bỏ đi thế còn cái gì? Tao đến đây để chơi với mày mà sao mày nó bỏ tao mày đi? Thế thì thôi, mày vứt mẹ cái này đi. Thế là tôi bỏ cái tôi cùng với Lưu Trọng Văn, anh Lưu Trọng Văn học ở Nga. Tất nhiên lúc ấy anh quên hết tiếng Nga rồi. Ông ấy trước đây là học xây dựng ở mặt các bạn. Thế xong đó thì anh ấy trở lại đây thì coi như là anh Gặp bạn nhau ở tôi đây thì mẹ về Leninakan, và hôm ấy là anh ấy mời tôi đi cùng về Leninakan, nhưng mà anh Văn cứ kiên quyết kéo tôi lại, thế tôi ở lại chơi với anh Văn. Thì hôm sau tôi nhận hai hôm sau thì tôi nhận được cái bức thư của anh bạn tôi Tana Akmono. Thế thì anh nghe bạn nói rồi, cậu ơi cậu không biết là có một cảnh ngộ rất lạ kỳ, chim và bướm bướm bay dập trời. Đấy, chưa bao giờ mình thấy một cái lễ hội của thiên nhiên. Đấy, anh bạn ấy kể như thế. Nhưng anh bạn ấy quên nó rằng là động đất. Động đất, Đấy là dấu dấu hiệu hiệu của động của đất. động đất. Chim bay đầy này. Chó cứ thế chạy vào trong nhà. Chó cứ chạy ẩn nấp. Thế thì sau đó là coi như là sập đổ luôn cái thành phố Leninakan. Và ông bạn tôi chết luôn. Đấy, chết. Và nếu như hôm ấy ông Lưu Trọng Văn không qua thì có Thì lẽ có là khi bây anh giờ cũng nguy hiểm. tôi đã thành về miền mây trắng lâu rồi.
Anh ơi, nhưng mà câu chuyện của Lưu Trọng Văn thì liên quan gì đến Trần Viết Bính Không, cũng ấy đấy, vì Lưu Trọng Văn thì này, thế này nè, ạ? cũng là người rất yêu Trần Viết Bính À, đã. đấy, và cũng đặc biệt về anh Lưu Trọng Văn là một cái người mà anh ấy viết rất nhiều những bài báo rất thú vị Đúng rồi ạ. ở đấy, thì là vì cụ Lưu Trọng Lư cũng là cái bài Tiếng Thu, rồi sau này nhiều người phổ nhạc mà ông Bính cũng phổ cái bài À, ông Bính phổ bài Tiếng Thu. và ông Phạm Duy cũng phổ cái bài đó, cũng phổ cái bài mà Tiếng Tiếng Thu, thu, em có nghe Tiếng mùa Thu thu lá thu kêu xào xào xạc. xạc con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô đấy, Đã. thì đấy là như vậy. Nhưng mà đến Thế khi nào thì anh gặp Trần Viết Bính ạ? thì Trần Viết Bính thì như là sau đó chúng tôi lại không gặp nhau, anh Yeah. Bính tìm đến tôi ở tại Moscow cũng không gặp, tôi tìm đến anh ấy mấy lần cũng không gặp, Đến bây giờ là vẫn chưa gặp bao giờ. không, nhưng mà sau đó thì gặp À. khi mà Hội Nhạc sĩ Việt Nam đại hội À. thì anh Bính mới mới gặp, tức là năm Ui 2004 gì ôi, đấy, vòng vèo mày 2004. mãi đến 2004 mà năm 71 cơ mà, Ui trời 71 ơi. mà đã phát cái bài đó rồi, Hơn bài đã 30 trở năm thành nổi sau, tiếng rồi. 33 năm sau. Đấy, thế rồi sau đó là đài truyền hình Việt Nam là làm cả chương trình gọi là Những Bông Hoa Nhỏ mà. Nè. Thế và tôi đã đi trên cánh đồng ấy và sau đó họ phát cái bài Hạt Gạo Làng Ta ấy mà. Nè. Còn chị Hồng Trang ấy, chị làm cái chương trình ấy đấy. Dạ. Thế thì cái bài đó nó đặc biệt như thế. Thế thì sau đó nó rất tếu thế này nè. Nhiều người người ta có bảo đây là ông Hạt Gạo Làng Ta. Tự dưng lão Khoa nó nổi như cồn. Đấy, người ta cứ gọi đấy là ông Hạt Gạo Làng Nhìn Ta. ông tròn tròn như hạt Ừ, gạo. không, mà người ta lại quên mất ông Trần Viết Bính. À, Không ai nhớ đến Trần Viết Bính là người phổ cái bài hát đấy cả. đúng rồi, ít Người người ta chỉ nhớ. nhớ Trần Đăng Khoa thôi. Ông Trần Đăng Khoa là bài viết Hạt Gạo Làng Ta đấy. Mà À. quên rằng bài hát Hạt Gạo Làng Ta là Trần Viết Bính Trần chứ. Viết Bính, Có phải Trần Đăng Khoa đâu. lời Trần Đăng Khoa thôi. Ừ, lời À. Trần Đăng Khoa thôi. Vâng. Thế thì người ta quên cái đó. Đến mức mà tôi phải viết một bài báo trên sóng nhạc. Đấy. Tôi có viết như thế này là trong thơ thì bao giờ nó có sẵn âm nhạc rồi. Những nhạc sĩ mà soạn soạn thì cứ bám theo cái giai điệu của thơ mà ý lên ộ xuống như thứ sầm chợ ấy. Thì Đấy. thành nhạc. Thì cũng thành nhạc nhưng cái nhạc ấy nó không sống được. Đấy. Và nghe cái thì thấy lười ngay. Thấy rất lười. Đấy. Thế nhưng mà bác Trần Viết Bính thì không phải thế. Ông ấy phá đi cái giai điệu cũ của cái nhạc điệu của Nhạc bài điệu của thơ thơ. và ông ấy thổi vào đấy một cái luồng sinh khí mới, cái giai điệu mới trở thành là bài hát rất hay. Nhưng mà cũng xin thưa với Phan Đăng thế này, bài hát này khi ra đời Hội Nhạc sĩ người ta không công nhận đâu. Tại sao Không công nhận đâu nhá. ạ? Thế thì bao nhiêu người bảo cái thơ này nó là cái gì? Sao cái lãng nhãng thế? Cứ kéo lê thê cho đến hết. Và đúng là ông Trần Viết Bính là ông ấy phổ hết cái bài đó. Ông không bỏ một chữ nào. Tức là lúc đầu hội Không nhạc thay sĩ một người chữ ta nào. không đánh giá cao. Ngay Hội Dạ. Nhạc sĩ cũng không đánh giá cao cái đó đâu nhé. Đấy, và ông Trần Viết Bính họ hỏi ngay ông Bính. Thế cái này là cậu viết theo khúc thức nào? Đấy, vì chả có ai viết như thế cả. Nhạc thường nó chỉ có mấy câu thôi em ạ. À. Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, vai vác nặng tay đã đổ mồ hôi mắt ta sáng, đời chúng ta đâu có dặn là ta cứ đi, nó chỉ có mấy câu Và nó thôi, không bị lặp lại, nó gọn thế nó thôi, không lặp lại. không nó vẫn lặp lại nhưng mà khúc thức nó ngắn như thế thôi, chứ thơ không ai là bài hát không ai cứ lăng nhăng Cứ hạt gạo cứ làng kéo hết, ta. cứ kéo hết để tạo làng ta, cứ kéo hết kéo hết đấy, thành ra là thoạt đầu người ta cũng không không đánh giá cao cái bài này đấy. Thế thì cuối cùng là người bênh ông Trần Viết Bính là ông Tô Vũ. Ông Tô Vũ, ông bảo bây giờ thì mình mới biết là bài của cậu, ông ấy nói với Trần Viết Bính đấy, là cậu viết theo kiểu nào. Tức là kiểu rondo. Đấy, kiểu rondo. Đây là kiểu rondo. Thì ông Tô Vũ thì ngoài nhạc sĩ ra còn là nhà nghiên cứu âm nhạc nữa. Đấy, thì hóa ra đây là kiểu rondo. Thế thì ông Trần Viết Bính lúc đó ông mới biết à, thế cái này nó là rondo. Cái này chính Trần Viết Bính kể lại với tôi. Và tôi có nói thế này, trong âm nhạc nó có sẵn nhạc rồi. Thế còn những người và nhạc sĩ soạn thì cứ ý lên ộ xuống thôi.
Còn những người giỏi thì người ta có thể phá đi cái giai điệu cũ và phả vào đấy một cái giai điệu mới hoàn toàn đầy sáng tạo. Bác Trần Viết Bính là người tài ở chỗ ấy, là đang phả vào đấy một cái giai điệu hoàn toàn mới mà bác ấy không chữa một câu thơ nào, giữ nguyên toàn bộ cái bài thơ như thế. Và nhờ thế mà bài thơ cất cánh. Chị Xuân Quỳnh có nói một câu rất hay này: những câu nhàn nhạt chung chung mà thơ không dùng được thì tung sang chèo. Ôi rồi Tôi nói như thế không phải là ôi bỉ báng các bác chào làng chèo đâu, mà chỉ nói cái sự kỳ diệu của âm nhạc. Đấy, chính vì cái sự kỳ diệu của âm nhạc đã chắp cánh cho thơ. Và nhiều bài thơ rất xoàn, phải nói như thế. Mấy lời nôm na chỉ là mấy câu ca dao hò vè thôi, nhưng mà vớ phải một nhạc sĩ tài năng thì người ta biến thành một ca khúc tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời. Và vì cái bài hát hay mà người ta lại nhầm tưởng là thơ hay. Hạt gạo làng ta này này, nó nằm trong cái dàn của thơ Trần Đăng Khoa thôi, nhưng mà nó được cất cánh rất nhiều là nhờ ông Bính. Đấy, cho nên tôi đã nói vui rằng cái này vinh quang thuộc về ông Bính chứ không phải cậu Khoa. Cho nên tôi đề nghị này, trả lại niềm vinh quang đó cho Trần Việt Bính. Cho nên đi đâu người ta cũng vỗ tay hoan hô cậu Khoa. Em muốn Nhưng thực ra hỏi là không là phải cậu Khoa đi, mà đây là ông Bính cõng cậu Khoa đi. Cậu Khoa đã cưỡi trên lưng ông Bính đi khắp nơi, đi mấy chục mà năm đến rồi. đâu người ta cũng vỗ tay hoan hô cậu, mà quên mất một cái ông già cả khổ là ông Trần Viết Bính. Đấy, thế cho nên phải trả lại cái niềm vinh quang này cho Trần Viết Bính. Thì tôi đã đề nghị như thế trong một bài viết in trên Sóng Nhạc đấy, và bác Bính cũng cảm động. Thế và cái bài đó thì đến bây giờ nó trở thành một cái bài hát, phải nói là nó phổ biến. Và khi mà báo Thiên Địa Tiền Phong chọn 50 bài hát hay nhất của thế kỷ 20 thì có bài đó. Và Bộ Nông nghiệp cùng với Hội Nhạc sĩ Việt Nam chọn 20 bài hát hay nhất về nông nghiệp thì bài đó cũng lọt vào cái top đó. Và sau này khi mà ông Bính ông ấy được cái giải nhà nước ấy, ông tham gia giải nhà nước, thì ông Bính là một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Ông ấy còn có một ca khúc viết cho thiếu nhi rất đặc sắc là Chúng Em Gặp Chị Võ Thị Sáu. Bây giờ nếu em muốn biết như em vào Google đấy, em đánh cái Chúng Em Gặp Chị Võ Thị Sáu, thì ông có cả một cái tổ khúc dựng lại một cái trường ca về Võ Thị Sáu, và tôi nghĩ là không thể viết hay hơn. Đấy, hiện nay có hai bài viết về Võ Thị Sáu đều đặc sắc là Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu của Nguyễn Đức Toàn. Nhưng Nguyễn Đức Toàn thì chỉ chớp cái giây phút mà chị Sáu mà ra pháp trường thôi, chứ đây là ông Bính dựng cả cuộc đời của chị Võ Thị Sáu trong những cái giây phút mà chiến đấu với địch như nào, có thể nói như một trường ca. Và cái này rất đặc sắc, Và tôi ông rất đoạt thích cái giải này. Hồ Chí Minh ạ. Không, nhưng mà sau đó thì đưa cái bài đó nằm trong cái top để dự tham gia cái giải nhà nước. Giải nhà nước thì không được bài nào chỉ được mỗi Hạt Gạo Làng Ta thôi. Trần Viết Bính được giải nhà nước của cái bài phổ cái Hạt Gạo Làng Ta, chứ cái bài không có bài nào lọt được cả. Đấy, thì ra ông Bính được mỗi bài đó thôi, chứ cái này là hơi oan cho ông Bính. Mà cái này Đấy, là anh nghe chính nhạc sĩ kể gì ạ? Hay không, là tôi biết cái đó vì tôi phải viết một cái thư cam đoan với ông Bính rằng là tôi không tranh chấp với bác Bính. Vì về cái bản đó là hồi đó quyền là vì hai tác giả mà, tôi với bác Bính mà, tôi chỉ là phần lời thôi. thế phải viết một cái Đấy, cam kết thế này sau đó thì là làm cái đó là được 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 giải thưởng nhà nước. Giải thưởng. Thế khi giải thưởng nhà nước thì bác Bính vui lắm, bảo thôi thế này hay em ạ, hay anh em mình là chung mà giải nhà nước dễ chia. Ông Bính ở cái này dễ chia. Để chia sau có chiêu Thế cái này là coi như là hồi đó là đâu gần 200 triệu đấy. Thì cái này là cậu là coi như 1 phần 3, mình 2 phần 3. Thế này cậu cũng 70 triệu gì đấy. 70 triệu, xong đó tôi nói là thôi em biếu bác tất. Thế Đấy, ạ. em không lấy. Vì đây là công của bác. À, trước lúc đấy bác Bính là quyết định chia cho anh rồi, anh không Chia lấy. không, vì cái luật nó như thế.
là phần lời là 1 phần 3, Dạ. nhạc sĩ là 2 phần 3, Dạ. nhưng tôi không lấy. Và hai lần được giải thưởng của báo Thiếu niên Tiền phong và hội nhạc sĩ, và của Bộ Nông nghiệp và hội nhạc sĩ nữa, tôi cũng trao hết cho bác Bính. Tôi không lấy một xu nào. Đấy, tôi chỉ bảo bác Bính là thôi, khi mà bác được cái giải nhà nước thì bác photo cho em một bản để em giữ làm kỷ niệm, Kỷ niệm. em treo trong nhà lưu niệm để làm kỷ niệm. Đây cũng là kỷ niệm đẹp của hai anh em mình. Thế sau đó thì bác Bính bác ấy đã treo cái bác ấy đã cho người coi như là photo lại cái bản đó bằng màu nhá, tức là như là cái bản Nè. bản nguyên bản nhá. Thế nhưng khi đưa bản màu thì không có tên tôi. Chỉ có tác giả Trần Viết Bính đấy, đấy tác giả bài Hạt gạo làng ta mà không có Trần Đăng Khoa đấy. Thế ông Bính bảo sao lại thế này, tôi chết rồi, thế này tôi phải đề nghị Bộ Văn hóa phải làm lại cái bằng thế, chứ không thế này có phải chỉ có một mình tôi đâu, đây là tôi phổ của khoa cơ mà đấy. Thế xong tôi thôi bác ạ, cũng không cần đâu bác, thế là được rồi đấy, thế này là cũng được rồi, vì đây là bài hát chứ không phải là bài thơ đâu. Thơ thì em đã nhận phần thơ rồi, còn đây bài hát thì thôi cứ thế này là được rồi, thì trong này nó có một phần của em, bác biết thế là được rồi đấy. Thôi cũng không cần phải bắt Bộ Văn hóa người ta làm lại nữa. Thế rồi đấy là đấy là chuyện vui mà hoàn toàn là có thật như thế. Thế ra là tôi với bác Bính là có cái kỷ niệm rất là vui như thế đấy. Phải nói là hôm nay đó, khi mà ngồi với anh Khoa và chúng ta làm cả một chương trình chỉ để nói về hạt gạo làng ta thôi, thì mới biết là xung quanh bài thơ này có bao nhiêu bí mật mà bây giờ mới biết. Nào là nhờ sự đánh đá của Xuân Diệu mà bài thơ có một sức sống mới. Chứ lúc đấy mà Xuân Diệu mà lại không đề nghị thay đổi thì có khi bài thơ nó cũng không hay được như thế. Rồi là anh nghe cái bài hát lần đầu tiên qua một chiếc đài, mà chiếc đài đó là do nhà xuất bản Kim Đồng chào nhận bút. Và rất là bất ngờ khi mà tự nhiên bài thơ của mình lại được phổ nhạc. Rồi hẹn hò mãi với nhạc sĩ mà không gặp được. Ba mươi mấy năm sau thì mới được gặp. Và hai người chia cái tiền giải thưởng nhưng mà anh không lấy. Cái này là thông tin có chính xác là anh không lấy không? Chính xác Bởi vì trăm chúng phần ta trăm phát lên chương trình không, mà nhỡ chính đâu xác dạ tôi chính xác không, vậy đó. cả hai lần giải thưởng tôi đều không nhận, Dạ. và giải nhà nước tôi cũng không nhận, nếu nó À. tính ra nó phải đến 100 triệu đấy, Dạ. hơn 100 triệu đấy, thế nhưng tôi không nhận. Đó, thế Bác thành ra Bính là xung quanh một bài thơ đó ừ. nó có quá nhiều những câu chuyện mà hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau chúng ta mới biết. Điều cuối cùng nữa thôi, đó là em hỏi cái này nó lại hơi ngược một chút. Anh nói rằng là anh thích nghe một cái đoàn hát của Nam Định hay là Hải Dương gì đó, mà hát là em tức là Đoàn Kim Nam Thoa, Định, Nam đoàn Định. Nam Định với một người ca sĩ là Kim Thoa đúng không ạ? Mà đến tận bây giờ anh vẫn thích cái bản thu đó. Bản ấy theo tôi là đúng với Hạt gạo làng ta. Và với anh là hay nhất. Và hay nhất, hát cũng Đó. đúng cái tình cảm của cái bài thơ đó. Thế cho Và lời nên cũng chuẩn. dạ Chứ sau à. này các nhạc sĩ là toàn là Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm băng đạn, những năm bom đạn vàng như lúa đồng rồi tôi chết rồi. Sao lại bom đạn vàng như lúa đồng thì ca ngợi bom à? Đấy, Băng những năm đạn băng đạn chứ, sao lại những nè năm bom đạn vàng như lúa đồng, là nhiều người toàn hát thế. đó thì chính vì thế em mới hỏi Và em rằng ơi, thêm dạ nữa thế này nhé. Chiều nào gánh phân, quang trành quét đất. Thì các ca sĩ người ta ngại, vì ngại đưa phân vào bài hát. Đấy, thế họ chữa là chiều nào gánh khoai, quang trành quét đất. Thế gánh khoai thì nó chả có liên quan lại đến đồng đồng cánh cái đồng hạt gạo cả. nhà Nhưng phải là phân, vì với hạt gạo là phân rất quan trọng. Nhất nước, nhì phân, tam tam cần cần và tứ bây giờ tứ giống. giống. Giống là cuối Nhưng anh có cùng. thông cảm cho các ca sĩ không? Bây giờ đưa phân vào hát họ có ngại sợ nó hơi bị ảnh hưởng gì không? Không có ảnh hưởng gì cả. Anh vẫn thích giữ cái bản lời như vậy. Không, nó phải đúng như thế. À. Tôi cũng xin nhân cớ đây, tôi xin kể lại cái câu chuyện về cái đảo chìm. Gần đây khi cuốn sách của tôi được tái bản thì có một cái nhà biên tập. Một cái nhà biên tập mà rất là lạ là bà này là giáo sư tiến sĩ không à. Thế nhưng mà đến khi dựng thì
tôi có cái nào cái tôi tả cái trứng ấy, dạ. cái quả trứng chim nó dạ. nó đẻ trên mái bạt ấy, dạ. quả trứng nó còn vẩn máu ấy, dạ. và nó lăn lông lốc ở trên cái lều bạt ấy, dạ. và nó rơi bóp xuống nước. Thì cô vào xong lại rơi bóp, thì nó rơi tõm chứ. Thế là cô chữa, thì rơi tõm. Thì có thế thì chết rồi. Vì rơi tõm là rơi ở trong ao làng. Vì ở ao làng ở Nam Định ấy, ngày xưa, ở cái vùng Hà Nam ngày xưa là cái vùng mà gọi là cầu tõm. Cầu tõm. Ý luôn xuống ao. Xuống ao, thì gọi xuống là sông, cầu xuống tõm sông. Đấy. Thì tõm là của ao. Chứ còn ở ngoài biển khơi sóng bạc đâu nó sao tõm được. Tôi viết rơi bóp xuống nước thì chữa thành tõm đấy nhá. Hay là tại sao lại ý ở đấy, lại ỉa ở đấy, thì bảo là tại sao lại dùng cái chữ ỉa nó là thô thế, nên phải thay bằng chữ ý, nhưng mà ý mới ỉa thì nó cũng thế. Vì đây nó là cái từ bình thường, em hiểu không? Yeah. Ví dụ trên là viên còn khen cái câu đấy phải đưa cái phân cơ mà. Yeah. Chứ đâu phải là vì phân là ấy đâu. Mỗi sáng anh vào tù thay cho tôi ống cứt, nhưng tôi không ăn uống lấy cứt đâu mà thay. Mà ông chuyên viên rất phục cái bài này của các chiến sĩ cách mạng ấy. Thế mà mỗi sáng anh vào tù để nói những người chiến sĩ tuyệt thông ấy, không ăn uống, không có phân, để vào thay phân nhưng không có. Thế mỗi năm mỗi sớm mà anh vào tù thay cho tôi, anh mở phòng thay cho tôi ống cứt, nhưng tôi không ăn uống lấy cứt đâu mà thay. Thế thì cái chữ cứt đấy nó hay vô cùng. Đấy nhá. Cứt đấy còn thô hơn phân ấy chứ. Đấy, thế mà nếu như bây giờ thay cái chữ phân nó bằng chữ khác, chữ cứt nó bằng chữ khác thì liệu có được không? Đấy, thế mà cái cây lúa thì nó phải là phân chứ. Đấy, nhất nước nhì phân cơ mà. Tam cần mới đến. Thì sửa thành là chưa nào gánh khoai. Chưa nào canh khoai, quan tránh quyết đất thì nó chả liên quan đến hạt gạo. Đấy. Đó. Thế cho nên là vấn đề nó thế này này, em ạ. Không phải là cái từ nó thô hay không thô. Dạ. Mà vấn đề là phải đặt đúng chỗ. Đấy, phải đặt đúng chỗ thì nó rất hay. Chả có chữ nào thô cả. Còn nếu như nó không đúng ấy, thì ngay cả những chữ thơm như hoa huệ thì cũng vứt. Đấy. Cũng bị ớ ra, cũng bị trớ ra. Cho nên vấn đề là nghệ thuật nó thế. Nghệ thuật là vấn đề là phải đặt đúng chỗ và tạo được hiệu quả. Đấy. Thì cái bài đó là như vậy. Và cho đến nay, rất nhiều nghệ sĩ đã hát. Trong đó nhiều người cực kỳ nổi tiếng. Nhưng theo tôi, người hát hay nhất hạt gạo làng ta chính là cái đội đồng ca Nam Định, và chỉ hát bằng cái đàn mandolin thôi. Và cái bạn Kim Thoa đấy là người đã lĩnh sướng cái bài đấy. Vừa rồi tôi với Kim Thoa có gặp nhau trong cái chương trình gọi là ký ức kỷ niệm ở đảng đấy, thì đài truyền hình đã có cả một chương trình làm về cái cuộc tôi với Kim Thoa gặp nhau mà. Nhưng tiếc là hôm nay ông Bính không ra được. Đấy là như vậy. Thì tôi với ông Bính là có rất nhiều kỷ niệm rất là thú vị như thế. Đấy, thì một thời chúng tôi tìm nhau nhưng mà không gặp nhau. Nhưng mà cuối cùng chính cái bài hát này thì nó kết nối chúng tôi lại. Và ông ấy cứ theo một phổ một cách tự nhiên thôi, thì cuối cùng lại ra mà thể loại rondo. Đấy, thì đấy là cái mà rất thú vị của ông Trần Viết Bính là như vậy. Em rất là cảm ơn anh với một cuộc nói chuyện phải nói rằng là cũng đầy những chi tiết mới mẻ đối với em, và em tin là cũng mới mẻ với nhiều người. Đơn giản chỉ một câu thôi là gánh khoai, nhưng hóa ra không phải gánh khoai. Không phải. Đó, chỉ một câu như vậy thôi. Em nghĩ rằng là với nhiều bạn trẻ đó, có thể cũng là những điều rất là mới mẻ với họ đấy. Thành thử ra là xin được tiếp tục mời anh Trần Đăng Khoa đồng hành với những chương trình như thế này, để mà anh có thể chia sẻ, có thể bộc lộ về văn chương, về thơ của anh, về những suy nghĩ của anh về văn học nghệ thuật. Một lần nữa em cảm ơn anh và chúc cho hạt gạo làng ta đó mãi mãi bay xa đến nhiều tâm hồn trẻ thơ Việt Nam hơn nữa. Rồi, cảm ơn Phan Đăng.
Và đặc biệt là tôi cảm ơn tất cả các quý vị, các anh các chị đã theo dõi cái chương trình này. Và cái chương trình này có tiếp tục hay không nữa thì cái đó là quyết định do các vị. Dạ. Chúng tôi sẵn sàng hầu chuyện. Mẹ. Đấy. Và lần sau chúng ta có thể bàn về một vấn đề gì đấy dạ. mà chúng ta quan tâm. Và cũng có thể chính các bác, các anh các chị sẽ đưa ra những vấn đề để cho chúng tôi men vào đấy mà hầu chuyện các quý vị. Yeah. Mà tôi gọi đây là hầu chuyện thượng đế. Trong lúc có cả một cuốn sách gọi là hầu chuyện thượng đế. Yeah. Thì đây còn là thượng thượng đế. Đấy, rất là cảm ơn các bác, các anh, các chị. Em cảm ơn anh. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những cuộc nói chuyện của hai anh em chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình này thì cho tôi xin phép đọc được một câu thơ mà tôi thích nhất ở trong bài Hạt gạo làng ta. Đó là: hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6. Nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngòi lên bờ, mẹ em xuống cây. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vục mé miệng gâu, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phần quang trành phết đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta.